Mến chào quý cô chú, quý anh chị khách hàng đã đến với kênh Bất Động Sản Hậu Điệp Phát, kênh chia sẻ, phân tích thông tin thị trường bất động sản Việt. Hậu Điệp Phát kính chúc quý cô chú, anh chị thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chủ đề ngày hôm nay đó là bất động sản sập, chủ đầu tư ma chết, con nợ cũng chết. Câu chuyện sau những cái dự án, những cái bức xúc của cư dân với chủ đầu tư về chất lượng công trình, về tiến độ bàn giao sổ đỏ đang trở thành một cái vấn đề rất là nhức nhối tại các khu đô thị, nhà chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất là nhiều những căn nhà tranh chấp vẫn chưa có hồi kết. Thật sự thì bây giờ anh chị, khi mà nếu mà anh chị đi làm ngang qua các khu dự án, các cái khu chung cư, đặc biệt là các khu quận 2, quận 9 hay là cả cái quận Tân Phú đó anh chị, khu vực mà Ceradon á, Gamudaland rồi đấy, hay là quận 12 thì cũng có rất là nhiều cái block chung cư treo băng rôn sổ đỏ để đòi lại các cái sổ đỏ, sổ hồng anh chị, rất là nhiều. Cả cái khu vực mà những khu vực mà đất nền anh chị, các khu vực vùng ven thì khỏi phải nói luôn rồi, cực kỳ nhiều luôn đấy. Thì cái tình trạng mà rất là nhiều anh chị mình mua chung cư mà mình chưa có sổ đỏ, hoặc là để hẹn ra sổ đỏ, hoặc là mua đất nền này kia, bên chủ đầu tư người ta họ hứa hẹn là họ sẽ cung cấp cái sổ đỏ cho mình trong vòng 2 năm 3 năm rồi đấy, thì đã trải qua 2 năm 3 năm mà thậm chí là đến là 5 6 năm rồi thì vẫn chưa có sổ đỏ ở những khu vực, cả những vùng ven và cả khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong cái thời điểm thị trường bất động sản đang gặp rất là nhiều khó khăn, đại gia bỗng nợ rầm rầm, con nợ thì thẫn thờ không hiểu tại sao. Thì trong cái thời gian gần đây anh chị, khi mà thị trường bất động sản bắt đầu có những cái dấu hiệu khó khăn, thị trường trầm lắng, thì những cái công ty bất động sản cũng bắt đầu lộ diện ra cái nội lực yếu kém của mình, bắt đầu lộ ra cái bộ mặt thật của mình đó anh chị. Nền kinh tế càng đi sâu vào các cái giai đoạn khó khăn thì những cái băng rôn biểu ngữ lại được căng lên nhiều hơn. Đó là những cái vụ lùm xùm liên quan đến nhà đầu tư, hay còn gọi đúng hơn là những người bị hại kéo đến trụ sở của các công ty để mà đòi quyền lợi. Đối với những công ty mà chưa làm được pháp lý, chưa ra sổ được cho nhà đầu tư thì họ kéo đến gây áp lực, rồi đòi công ty là phải nhanh chóng hoàn thiện các cái cơ sở hạ tầng để mà có thể ra sổ cho họ. Trong cái thời điểm hiện tại thì rất là khó khăn, và đó là một cái khó khăn chung mà nhà đầu tư cũng rất là khó khăn, đặc biệt là những người đi vay mượn để mua những cái sản phẩm của các công ty bất động sản, thì bây giờ họ rất là cần cái pháp lý để mà có thể cầm cố ngân hàng hoặc là rao bán cho nó dễ. Đối với những cái công ty mà huy động vốn cam kết trả lãi ấy, thì họ kéo đến công ty để mà đòi quyền lợi, đòi công ty là phải trả lãi gốc, đòi công ty là phải trả gốc trả lãi cho nhà đầu tư. Bây giờ vay mượn tiền ngân hàng ấy đưa cho mấy ông cam kết là lợi nhuận, mà bây giờ mấy tháng trời rồi, chưa được mấy năm mà ông đã ngưng trả lãi cho nhà đầu tư, trong khi trước đó thì ông hứa hẹn thế này thế kia rất là nhiều, và nhà đầu tư thì đang rất là điêu đứng mà các ông vẫn cứ ung dung như vậy. Nói đến công ty bất động sản mà huy động vốn cam kết trả lãi thì gần đây nó lùm xùm một cái vụ mà liên quan đến vợ của một ca sĩ nổi tiếng đã huy động vốn từ nhà đầu tư với một cái mức lợi nhuận siêu khủng anh chị, thậm chí là cái lợi nhuận khủng đến mức là anh chị chỉ cần bỏ vô 1 tỷ thì sau 2 năm anh chị có ngay là 1 tỷ 680 triệu, có nghĩa là 68% trong vòng 2 năm, anh chị thấy khủng khiếp không? Thì anh chị mình cứ thử hình dung là trong những cái giai đoạn mà thị trường bất động sản cực kỳ sôi động đi, thì nếu mà anh chị cam kết trả cái lãi suất kiểu đó thì có khi còn không trả nổi. Nói chi là trong cái giai đoạn mà bất động sản đang lao dốc như thế này thì tiền đâu mà trả cho nhà đầu tư. Công ty này còn cam kết trả lãi theo từng ngày, từng tháng nữa anh chị. Và cái mức độ mà huy động là từ vài triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí là vài tỷ đều đầu tư được hết. Đấy anh chị thấy không? Hết kêu gọi từ cá bé, cá lớn, lùa hết nguyên bài cá vô để mà mặn thịt. Bởi vì cái việc đầu tư mà vài chục triệu, 20 triệu, 10 triệu gì đấy, thì những cái bạn sinh viên hay là những anh công nhân hay là những người mà họ chạy Grab này kia là một khoản tiền thì người ta họ có thể có. Đấy, thì chỉ cần nghe qua những cái lời hoa mỹ, cái lợi nhuận siêu cao thì họ sẽ, bởi vì họ nghe được thì họ sẽ đầu tư ngay. Mà nhưng mà đáng buồn thay là có quá nhiều nhà đầu tư đã bỏ tiền vào đây, và cái kết là bây giờ phải bỏ hết công ăn việc làm để mà đi căng băng rôn biểu ngữ để mà kêu cứu chính phủ, rồi kêu cứu thủ tướng, kêu cứu tổng bí thư. Bây giờ là phải cứu cái nhà đầu tư đi. Đấy, bây giờ thì công ty nó lừa đảo thế này thế kia thì coi như là nhà đầu tư chết hết. Lúc mà lãnh những cái đồng tiền lãi đầu tiên anh chị thì mình không có kêu ca hết,
nhưng mà công ty nó lừa đảo ấy, thì mình khi mình cần ấy, mình kêu cứu, mình cầu cứu khắp đủ mọi nơi, hy vọng là có ai đó cứu mình, thì thật sự là nó cũng hơi kỳ anh chị ha. Thì thôi thì trước mắt thì bản thân mình phải gánh chịu những cái hậu quả trước đó đã. Còn những cái cơ quan chức năng có can thiệp được vào giúp đỡ mình mà lấy lại được tiền thì nó cũng là một cái điều đáng mừng, nhưng mà chắc chắn là phải một cái khoảng thời gian rất là dài nữa anh chị. Tại vì bây giờ những cái công ty mà dạng cái kiểu này á, nó nhiều lắm, vô số kể luôn. Những công ty mà cái dạng bất động sản ma, có nghĩa là huy động vốn, cam kết trả lãi theo ngày, theo tuần, theo tháng gì đó để mà lấy mỡ của nhà đầu tư, ráng nhà đầu tư thì rất là nhiều. Đối với những cái công ty mà có mô hình kinh doanh theo kiểu là bất động sản ma như thế này ấy, thì nó chỉ phù hợp mà phát triển trong những cái giai đoạn mà thị trường bất động sản đang rất là sôi động mà thôi. Lúc đó thì giá đất cứ tăng hàng ngày, nó tăng hàng tuần, nó tăng phi mã, thì công ty lấy được cái lợi nhuận cao. Từ đó cái việc mà bán đất để mà trả nợ, trả lãi cho nhà đầu tư. Nhưng mà cái câu chuyện là thị trường bây giờ nó đang rất là khó khăn như thế này, anh chị cứ thấy là báo chí viết là thị trường bất động sản là chuẩn bị phá băng rồi, thị trường bất động sản chuẩn bị phục hồi trở lại, phát triển mạnh mẽ trở lại. Nhưng mà anh chị có thể ra những cái văn phòng công chứng ấy, anh chị thử đi khảo sát những cái thị trường bất động sản xung quanh các cái khu đô thị vệ tinh như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, thì anh chị có thấy là cái dấu hiệu mà thị trường chuẩn bị sốt nóng trở lại trong năm nay hay không? Đấy, chỉ cần anh chị là mình đầu tuần thứ hai hoặc là thứ ba, thứ tư đấy, anh chị chỉ một buổi sáng anh chị dạo ra các cái văn phòng công chứng thôi, thì anh chị sẽ nhìn thấy rõ cái thực trạng và tình hình hiện tại. Đấy, nó có giao dịch hay không? Tất cả mọi vấn đề mà mua bán hay là thế này thế kia là đều có giao dịch ở ngoài văn phòng công chứng cả. Thì phòng công chứng rất là vắng anh chị, thậm chí là có những văn phòng công chứng đã cắt giảm nhân sự rất là nhiều, cắt giảm tới 50% nhân sự luôn. Và thậm chí là một cái số phòng công chứng nó đóng cửa. Những cái văn phòng công chứng ngày đất ngày xưa rất là đông, khách vô nườm nượp luôn, mà bây giờ thì cứ trung bình là 10 cái văn phòng trước đây thì được mở ra, đến thời điểm hiện tại chỉ còn đâu đến là 1 đến 2 văn phòng là duy trì được thôi. Còn đa phần là phải đóng cửa trả mặt bằng, tại vì giao dịch bán không ra hàng anh chị. Không ra hàng, không có giao dịch thì không ai đến văn phòng công chứng để mà công chứng thế này thế kia hết, thì chắc chắn là không thể nào mà duy trì được những cái mặt bằng ở những cái vị trí rất là đắc địa, một tháng đến vài chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu, thì làm sao mà đủ chi phí để duy trì được, buộc lòng là phải trả mặt bằng mà thôi. Không như ngày xưa thì cái đội ngũ môi giới rất là đông đảo anh chị, nhà nhà làm bất động sản, người người làm bất động sản. Anh em môi giới ngày xưa hả, những cái công việc, từ những cái công việc là bán hàng online nè, nào là chạy Grab nè, hay là cả những dân kỹ sư xây dựng nè, học luật nè, chạy xe hay là làm dịch vụ, đủ mọi ngành nghề, ai ai cũng đều bỏ nghề và đổ xô đi làm cò đất, đều làm môi giới bất động sản cả. Đấy, và cũng ngộ ghê anh chị, ngày xưa thì bỏ cái nghề tay phải của mình để đi làm bất động sản, bây giờ thì nghỉ cái việc bất động sản để mà đi chạy Grab. Hình dung thì trong cái bối cảnh như vậy thì thị trường bất động sản nó có sốt nóng trở lại ngay hay không? Và khi mình đổ tiền vào những cái công ty bất động sản ma, nó huy động vốn cái kiểu mà đa cấp như vậy, rồi cam kết trả lãi cho mình, là liệu thì nó có an toàn hay không? Có khi là nó trả lãi được những cái tháng đầu rất là ngon vậy ha, tháng nào nó cũng trả đều như là vắt chanh vậy đấy. Nhưng mà quan trọng là nó được mấy tháng thì nó ngừng trả lãi cho anh chị, vắt xong chanh thì nó bỏ vỏ thôi. Nhìn được cái lợi nhuận trước mắt cộng với cái yếu tố lòng tham chính là một cái con mồi ngon cho những cái đối tượng lừa đảo. Anh chị cứ nghĩ đơn giản là bây giờ mình gửi vào ngân hàng ấy, nó được bao nhiêu tiền đâu, đưa cho nó một ngày á, nó trả cái lợi nhuận như thế, hay một năm nó trả cái lợi nhuận như thế, gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều lần cái lãi suất ngân hàng, thì ngu gì mà không đưa cho nó để mà mình đầu tư, mình xin lời, hay cái lợi nhuận cực kỳ nhanh như vậy. Nhưng mà một trong những cái giai đoạn mà thị trường bất động sản đang rất là xấu như thế này, có quá nhiều những cái thông tin không tích cực, những cái thông tin xấu nó bủa vây, thì làm cho thị trường nó càng lao dốc. Và quan trọng là những cái chủ đầu tư đó, những cái công ty bất động sản ma đó, nó lấy cái gì để nó trả lãi cho mình khi mà nó làm ăn kinh doanh không được. Đấy, nó mua bán đất ở đâu mà hàng ngày, hàng tháng, hàng năm nó có thể trả lãi cho anh chị với một cái mức lợi nhuận cao, cam kết cao như vậy, thì tiền ở đâu ra nó trả cho mình? Thì anh chị không bao giờ đặt ra những cái câu hỏi như vậy. Đối với những cái mô hình mà huy động vốn cam kết trả lãi theo dạng đa cấp bất động sản như thế này thì nó chỉ phù hợp trong cái giai đoạn mà thị trường rất là sốt nóng và cái lượng mua bán liên tục, lợi nhuận được tính bằng x2, x3 lần thì nó mới đủ tiền để trả lãi cho những nhà đầu tư. Thậm chí là giai đoạn đó nếu không khéo là có khi nó cũng gãy luôn anh chị, tại vì cái lợi nhuận cao như vậy
trừ những cái chi phí ra cũng không đủ để trả cho nhà đầu tư. Trong khi hiện tại thì trong một cái giai đoạn mà thị trường nó đứng như thế này nữa, thì bó tay chấm cơm luôn. Đối với những cái mô hình mà như thế này thì để mà hoạt động được, để mà phát triển được, buộc lòng là phải huy động liên tục. Có nghĩa là đầu tiên ấy thì lấy cái mỡ của mình để mà ráng mình. Đấy, nó lấy chính tiền của anh chị bỏ vào đó để mà trả lãi hàng tháng, hàng năm cho anh chị. Và sau đó khi mà kêu gọi được một cái lượng lớn những nhà đầu tư thì bắt đầu lấy tiền của những cái người vào sau để mà trả cho những cái người đến trước. Phải huy động liên tục như vậy, huy động của người trả sau trả cho người trước. Đấy, có nghĩa là có những cái giai đoạn công ty nó không có làm ăn gì hết, không có kinh doanh buôn bán cái gì hết, nó chỉ lấy tiền của những người về sau vào sau để mà trả cho những người vào trước. Và cứ liên tục như vậy, cái mô hình nó phải huy động liên tục. Khi nào mà hết huy động được thì công ty nó gãy. Ở Việt Nam nhiều khi nhà đầu tư bỏ tiền và một cái thương vụ làm ăn rất đơn giản. Anh chị thấy đó, những người mà vợ của một ông ca sĩ kia là vợ của diễn viên nổi, cứ thế là bỏ tiền vô, chứ không quan tâm là công ty nó làm ăn như thế nào hay là cái năng lực của người lãnh đạo ra sao, không quan tâm. Đấy, rất là thờ ơ. Thấy ông này là rất là nổi tiếng, rồi vợ ca sĩ này, ấy mấy diễn viên kia, người ta rất là nổi tiếng, người ta làm ăn, người ta thành công rồi, tiền mua nhà xe hơi rồi, gọi là một cái sự hào nhoáng ở bề ngoài, làm cho các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người dân tại Việt Nam mình ấy, người ta họ thấy một cái bộ mặt, một cái cách làm thương hiệu marketing như thế này, họ đâu có biết được, họ thấy là chắc là ngon ăn lắm, ngon cơm lắm, chỉ cần bỏ tiền vô cho nó thôi là chắc chắn coi như là mình sẽ sinh lời, giống như là những lời nói của những cái diễn viên, những cái anh ca sĩ đó anh cam kết mà thôi. Nhưng mà câu chuyện ấy mà là diễn viên ca sĩ thì ông chỉ diễn hay, ông hát tốt thôi, chứ còn cái vấn đề mà về đầu tư hoặc là một cái vấn đề khác như là bất động sản là một cái lĩnh vực rất là lớn. Chia sẻ thật sự với anh chị, Thảo có rất là nhiều những nhà đầu tư, những người họ thành công và tài chính họ rất là lớn, họ rất là nhiều tiền anh chị. Thì những người đó, người ta anh chị thật sự là người ta giàu ấy, người ta họ rất là sợ cái sự rắc rối và người ta ít khi nào mà người ta học khoe của lắm anh chị, ít khi nào mà người ta học khoe cái tài sản lắm. Thật sự những cái người mà anh chị thấy để ý á, anh chị để ý là những người mà siêu giàu Việt Nam á, người ta ít khi nào mà lên mạng mà khoe tôi có siêu xe rồi tôi có biệt thự chỗ này chỗ kia ấy. Anh chị thấy á, càng phô trương như vậy thì càng lại dính nhiều scandal, thì những cái rắc rối người ta sợ lắm. Còn những cái ông mà những ông cố tình sao ra cho anh chị mình thấy những cái vẻ bề ngoài hoành tráng như vậy thì anh chị coi chừng nha, mình phải để ý những cái vụ đó nha. Đấy, mình dính một cú lừa là đau đớn cả đời luôn anh chị. Tại vì là nhiều khi á mình thấy vậy anh chị chứ không phải vậy đâu. Những cái tài sản mà những họ sao ra cho anh chị xem á chính là những gì á người ta muốn á, mình muốn anh chị mình thấy để mình nhìn cái vẻ hào nhoáng bề ngoài và mình bị đánh lừa. Đấy, như vậy một cái lời khuyên chân thành của bất động sản Hào Đi Phát thì cái câu chuyện mà thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới, nhiều người nói với anh chị là cuối năm thị trường bất động sản nó sẽ là tăng rất là nóng, và hoặc là anh chị là nên mua ngay bây giờ, hoặc là cái cơ hội ngàn năm có một. Đấy, cơ hội mua bây giờ thì 5 năm sau sẽ giàu và vân vân vân, may. Thì bất động sản Hào Đi Phát chia sẻ thật tình với anh chị mình á, bây giờ là một cái thời điểm khác rồi. Đấy, một cái thời điểm mà thị trường bất động sản nó ngày càng khốc liệt và nó cần đòi hỏi những cái kiến thức. Ví dụ như anh chị đi đầu tư bất kỳ một hình thức nào thì bắt buộc là anh chị phải hiểu về cái thị trường khu vực đó, anh chị phải nắm về cái mức giá tại cái khu vực đó để mình nắm được là cái tính pháp lý rồi của khu vực thổ nhưỡng, khu vực vùng đất đó mình đầu tư mình sẽ lời như thế nào. Đấy, chứ còn bây giờ mà để nói là anh chị mua một bất động sản và anh chị quan đó, anh chị chờ đợi, anh chị đợi thời tầm 1 năm 2 năm anh chị sẽ lời ngay, anh chị lời gấp đôi gấp ba là điều không thể nào có rồi anh chị ha. Thì nếu mà anh chị nghe những cái lời cam kết đường mặt của những cái nhà đầu tư, những cái người chủ đầu tư hoặc là những công ty bất động sản ma như vậy á, thì anh chị coi chừng là mình sẽ bị lừa gạt anh chị ha. Đấy, thì cái tâm lý mà đầu cơ ngắn hạn có nghĩa là mình mua bây giờ mình muốn là thời gian ngắn thôi, phải tăng gấp 2, gấp 3 lần, lại gấp nhiều lần rồi, thì càng có cái lòng tham như vậy thì càng có cái tâm lý như vậy thì rất là dễ bị lùa. Và đầu tư vào bất động sản cần có một cái tầm nhìn dài hạn anh chị ha, bao nhất là cũng phải từ 3 đến 5 năm cho một cái chu kỳ phục hồi và tăng trưởng trở lại. Và nó cần những yếu tố là đầu tư công này, cơ sở hạ tầng này, xây dựng đường xá, thì tất cả các tiện ích dịch vụ nó có tại khu vực đó ấy, thì những cái khu công nghiệp này nó mới phát triển lên, đường xá giao thông nó thuận tiện, giao thương nó thuận lợi thì nó mới phát triển. Rồi từ đó thì cái lượng dân cư, lượng người dân người ta mới tập trung vào, người ta ở những khu vực đó càng nhiều thì cái tốc độ lấp đầy nó ngày càng cao.
và như vậy thì nó mới tạo ra những cái giá trị bền vững cho cái thị trường bất động sản, và khi đó giá nó mới tăng lên, song song là với cái giá trị nó cũng tăng, chứ không phải là mình mua hôm nay rồi có một cái độ nào đó về đây nó làm thị trường rồi nó đẩy giá lên liên tục như vậy, rồi từ ông này bán qua ông kia làm cho cái giá nó tăng lên vài chục vài trăm đấy, rồi đó là cứ bán riết rồi đất đôi tăng lên thậm chí là hàng chục lần, mà trong khi đó là không có một bóng ai về ở, trong khi xung quanh nó không có tiện ích hạ tầng gì cả thì rất là kém chị ha. Đấy, những cái khu vực đó mà cái thị trường nó trầm lắng như thế này thì bây giờ phải chấp nhận thôi, những cái câu chuyện về thiệt hại rất là nặng nề, thậm chí là chia gấp 2, gấp 3 lần rồi. Nhiều anh chị đầu tư là mình mua đất ở các khu vực vùng ven ấy, bây giờ mà thị trường nó giảm khá là sâu rồi, các khu vực như là từ Bình Phước, Tây Ninh nó không có bất kỳ một cái tiện ích gì thì chắc chắn bây giờ là bán là cực kỳ khó luôn chị ha. Đấy, thì bất động sản Hậu Duy Phát có một cái câu chia sẻ chân tình đến anh chị như vậy thôi. Quý cô chú anh chị nào mà yêu mến Hảo thì cho Hảo một like và nhấn đăng ký kênh bất động sản Hậu Duy Phát nhé.